cô cũng hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ cô thấy hai đứa chỉ thân nhau thôi. Đừng căng thẳng. Cô không phải là bà mẹ cổ hủ mà cho rằng con trai mình là vàng là bạc, mà không đồng ý này nọ. Và cô cũng nói thật, cô biết là cháu đã qua một lần ly hôn, nhưng không phải vì thế mà cô gây áp lực cho cháu. Cháu chơi thân với Nam cũng biết bố của Nam cũng là người chồng thứ hai của cô. Cho nên cô sẽ không lấy những cái điều người ta đã từng đánh giá về cô để đánh giá cháu. À, mà cô cũng xin lỗi, cô đã tự ý liên hệ với chồng cũ của cháu để hỏi một vài thứ. Wow, mời Kitty ơi nè. Hôm nay bố con cứ ngắm ảnh Kitty mãi. Để lúc bố con về, chắc là Kitty biết chào ông rồi. Mà cũng ghê gớm phết rồi đấy mẹ. Hôm nay con đi ra ngoài, nhờ cô Tuyết trông một tí. Thế mà lúc con về á, hờn không thèm nhìn con luôn. Ừ. Con cứ lấy ảnh cũ ra mà xem. Hai mẹ con y hệt nhau. Đấy, biết chuyện rồi đấy. Hà này. Dạ. Hôm nay đi thăm bố con về, mẹ lại nghĩ có khi con nên gặp thằng Nghĩa một lần. Có những thứ không nên né tránh. Cái gì cần phải rành mạch thì rành mạch một lần cho xong, để rồi còn đàng hoàng mà tiến lên phía trước. Tôi sẽ không để những chà đạp mà anh gây ra làm tổn thương tôi thêm nữa. Tôi sẽ cố gắng để sống thật mạnh mẽ. Và việc đầu tiên trong hành trình sống mạnh mẽ là tôi sẽ tha thứ cho anh. Dù có thể anh không cần sự tha thứ, không quan trọng. Dù anh vẫn còn oán hận, không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng từ việc tôi và gia đình tôi, mọi ân oán sẽ chấm dứt từ đây. Anh, con à, con. Mẹ, cho tôi xin một phút. Con cố gắng nghe. Mẹ sẽ chở con. Mẹ giữ sức khỏe nhé. Mẹ biết rồi. Ghê. Không đùa đâu. Thẳng nhìn ngứa cả mắt. Mà đấy, nó còn gọi tới rồi kìa. Chưa block à? Dạ. Xin lỗi nha. Alo, Vy Đình nghe. Dạ. Dạ, cháu chào cô ạ. Dạ. Dạ, dạ cháu rảnh. Dạ, cháu biết rồi. Cháu chào cô. Sao đấy? Ai gọi vậy? Mẹ Xuân. Mẹ không gọi. Mẹ, có phải mẹ vẫn có chuyện gì muốn nói với con về anh Vũ đúng không ạ? À, thì
Mẹ chỉ quan tâm đến những người có ý tứ với con thôi. Thật ra anh Vũ là mối tình đầu của con. Còn bây giờ chúng con là hai người bạn tốt ạ. Có thật đơn thuần chỉ là bạn tốt không? Mẹ, có phải từ ngày trước mẹ đã biết chuyện con và anh Vũ rồi đúng không ạ? Sao con không hỏi thẳng là có phải ngày ấy mẹ đã bảo nó rời đi không? Mẹ nói sao ạ? Năm xưa chính là mẹ đã làm đấy.